Ở nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm những cái thông tin trước trận đấu, lịch thi đấu và kênh nào sẽ trực tiếp trận đấu giữa Arsenal gặp Sevilla của La Liga trong khuôn khổ là chung kết Emirates Cup năm 2022. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2022, và sẽ được tường thuật trực tiếp trên cái đường link phía dưới phần mô tả video này. Ở Việt Nam thì chưa mua được cái bản quyền của cái trận đấu này, cho nên là không có kênh nào trực tiếp hết. Mong quý vị và các bạn thông cảm vì lý do bản quyền, cho nên Thai TV cũng không có thể trực tiếp được trận đấu này. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định, dự đoán trước cái trận đấu giữa Arsenal gặp Sevilla trong khuôn khổ chung kết Emirates Cup năm 2022. Arsenal sẽ có cuộc chạm trán với một cái đối thủ rất là nhiều duyên nợ trong trận đấu thuộc khuôn khổ là chung kết Emirates Cup năm 2022. Một cái giải đấu là năm nào thì Arsenal cũng đứng ra tổ chức, diễn ra vào lúc 18:30 ngày 30 tháng 7 năm 2022. Bên cạnh tính chất của một trận giao hữu đơn thuần, đây cũng là cơ hội để pháo thủ chạy đà trước khi bước vào mùa giải mới, chinh phục là một cái tấm vé dự cúp C1 vào năm sau. Vừa rồi thì Arsenal đã để tụt bớt cái tấm vé dự cúp C1 một cách rất là đáng tiếc, khi mà có lợi thế rất là lớn, có một cái khoảng cách rất là lớn trong cái giai đoạn cuối mùa giải trước Tottenham. Nhưng mà sau khi bị Tottenham vượt qua và không thể nào mà vực dậy được, thì Arsenal đành phải nhường cái tấm vé đó cho Tottenham. Còn Arsenal thì tham dự cúp C2, tức là Europa League. Nhưng quý vị, Arsenal hiện tại bây giờ đang cho thấy cái phong độ rất là ấn tượng trong mùa hè năm 2022, khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta giành 4 chiến thắng liên tiếp, một cái con số rất là ấn tượng, trong đó bao gồm cả một cái trận đấu hủy diệt đại kình địch, đó chính là câu lạc bộ Chelsea với tỷ số đậm 4-0. Các chân sút của đội chủ nhà Emirates cho thấy sự bùng nổ khi ghi tới 14 bàn trong 4 trận đã đấu vừa qua. Nhìn tổng thể thì Arsenal đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và ghi được một cái con số rất là tuyệt vời, đó chính là 19 bàn thắng sau 5 trận đấu. Các tân binh được bổ sung trong cái phiên chợ mùa rồi thì cũng cho thấy sự hòa nhập rất là nhanh và đã có những cái màn trình diễn tuyệt vời đối với lại là Arsenal trong những cái trận đấu giao hữu vừa qua. Về phía Sevilla thì đại diện Tây Ban Nha cũng đang có một phong độ rất là ổn định khi có 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 trận giao hữu mùa hè năm 2022 vừa qua. Tuy nhiên, trước một Arsenal đang vô cùng thăng hoa thì đây là một trận đấu dự đoán sẽ rất là khó khăn đối với lại là Sevilla, một đại diện đến từ La Liga. Đó. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thông tin, cái kênh nào sẽ trực tiếp. Hiện tại bây giờ thì Việt Nam của chúng ta chưa có cái kênh nào mua được bản quyền trận đấu này và sẽ không có trực tiếp trận đấu này. Mà quý vị và các bạn có thể là click vào đường link là phía dưới phần mô tả là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc phần tin tại đây. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua loa kéo di động, các thiết bị âm thanh hay các bộ hát live stream thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461. Trận đấu này thì Thai TV dự đoán là phần thắng nghiêng về Arsenal với tỷ số là 3-1 nha quý vị. Và bây giờ thì xin kết thúc phần tin tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một cái bản tin mới nhất, hot nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.